Thưa quý vị và các bạn, nhóm Hoài niệm Liên Xô được hình thành trên cơ sở tự nguyện vào ngày 27 tháng 9 năm 2014. Từ một nhóm chỉ gồm 10 đến 15 người, trong 2 năm qua, Hoài niệm Liên Xô đã thu hút hơn 10.000 người tham gia. Đó là những người đã từng học tập, công tác và lao động tại các nước Cộng hòa Liên Xô trước đây. Sáng ngày 25 tháng 9 tại Hà Nội, nhóm Hoài niệm Liên Xô đã tổ chức giao lưu thân mật kỷ niệm 2 năm ngày thành lập. Tới tham dự sự kiện có 700 thành viên của hội cùng nhiều bà người bạn từ Nga, Belarus và Kazakhstan. Nhóm giai điệu bạn bè đã dành 2 tháng tập luyện để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 2 năm ngày thành lập của nhóm Hoài niệm Liên Xô. Tôi tập rất kỹ và với sự nhiệt tình và vất vả của tình yêu nước Nga. Với phong cách của người Nga là gì? Thất lên là bè bối, nghe làng cây hát nó dày lên mà nó gợi tình cảm. Hoài niệm Liên Xô trước hết là những kỷ niệm, tình cảm sâu nặng về những tháng năm học tập, làm việc ở Liên Xô trước đây. Kỷ niệm thì nhiều lắm. Những cái kỷ niệm ấy nó nho nhỏ nhưng mà tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ. Ví dụ như hồi đó, chúng tôi vừa mới đặt chân đến nước Nga, đến Liên Xô, vẫn nhớ những cái bữa ăn Việt Nam và chúng tôi thường đi chợ để mua đồ ăn. Và khi ra chợ thì người ta hỏi mà, mày có phải người Việt Nam không? Bảo vâng, tôi là người Việt Nam. Đưa túi đây, để họ đổ đầy cho rau cỏ, không lấy tiền. Những cái kỷ niệm ấy đáng nhớ lắm. Không chỉ là một nơi chia sẻ những kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn, kinh nghiệm sống. Trong năm qua, Hoài niệm Liên Xô đã có những hoạt động từ thiện nổi bật. Chúng tôi còn làm từ thiện, được 5 lần làm từ thiện. Trong đó lần lớn nhất là chúng tôi đi chuyến xe lên tỉnh Sơn La, đưa tất cả những cái đồ dùng thiết yếu nhất cho bà con các dân tộc ít người ở tỉnh Sơn La. Ngoài ra thì chúng tôi còn làm từ thiện cho tập thể và cá nhân, những người gặp những số phận bất hạnh, không chỉ người Việt mà còn có cả người Nga sang công tác ở Việt Nam, không may gặp những cái trường hợp bất hạnh. Hoài niệm Liên Xô còn là nơi hội tụ những người bạn Việt Nam với Nga, Belarus và những nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Tôi không ngờ hôm nay lại nhiều người đến như vậy. Những người có cùng chung những hoài niệm đã từng học tập, làm việc ở Liên Xô trước đây. Ai cũng nói tiếng Nga, ai cũng đẹp, cởi mở, chân thành. Tôi mong rằng họ sẽ truyền lại tình cảm đẹp dành cho Liên Xô, cho tiếng Nga, cho con cháu của mình, để rồi phát triển và củng cố tình hữu nghị của chúng ta. Cho dù Liên Xô không còn nữa, nhưng vẫn còn lại những người xem Liên Xô là tổ quốc thứ hai của mình. Những tình cảm đó là điều quan trọng nhất, là điều giúp chúng ta hy vọng về sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Nga, Belarus, Kazakhstan và các nước Cộng hòa khác. Với những hoạt động của mình, Hoài niệm Liên Xô đã trở thành một sân chơi tri thức, văn hóa, an lành, một hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa.